Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Ủy viên Trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, sáng ngày 7 tháng 4, Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 4. Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của lãnh đạo đảng và nhà nước ta sau khi hai nước ra tuyên bố chung nâng tầm quan hệ. Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác có ý nghĩa hết sức quan trọng, định hướng chiến lược cho quan hệ song phương, cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao và những kết quả đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2022 và chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2023 với 6 phương hướng hợp tác lớn, đặc biệt là thúc đẩy lòng tin chính trị cao hơn, củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn, góp phần nâng tầm và làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc, khẳng định chủ trương xuyên suốt nhất quán của Đảng, nhà nước Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là sự lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam. Thời gian qua hợp tác trên các lĩnh vực nhất là kinh tế thương mại, hai nước phát triển ngày càng thực chất, kim ngạch xuất khẩu giữa trong năm 2023 đạt 171,9 tỷ đô la Mỹ, Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc theo tiêu chí quốc gia, đứng sau Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam năm 2023 tăng trên 77%, đạt 4,47 tỷ đô la Mỹ với 707 dự án là nhà đầu tư lớn thứ tư tại Việt Nam, hợp tác du lịch từng bước phục hồi, Việt Nam đã đón 1,75 triệu lượt khách Trung Quốc. Hợp tác văn hóa giáo dục, du lịch giao lưu nhân dân, đặc biệt là giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước Việt Nam Trung Quốc ngày càng đi vào thực chất, giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tăng cường tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Đến nay đã có gần 60 tỉnh thành phố của Việt Nam thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương Trung Quốc chuyến thăm của chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao nước ta trong bối cảnh quan hệ giữa quốc hội việt nam và nhân đại toàn quốc trung quốc không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp hiện nay chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước khẳng định vai trò rất quan trọng của đối ngoại quốc hội nước ta đối với sự nghiệp phát triển đất nước